Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sân gôn Phan Thiết thách thức lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuỗi bài viết này chúng tôi giới thiệu một dự án rút ruột tài nguyên đất đai mà về quy mô thiệt hại cho lợi ích quốc gia vào năm 2014 tính bằng tiền là hơn 7.000 tỷ Việt Nam đồng, không thua kém gì AVG à mua bộ, mua bộ báo chí lê đảng ồ ạt đưa tin sau đó tất cả đều ngậm bồ hòn im lặng nhiều cán bộ hưu trí đảng viên cựu chiến binh và đặc biệt là người có từng là nguyên ủy viên trung ương bí thư tỉnh ủy kiên trì khiếu nại lên các cấp lãnh đạo nhất là đảng nhà nước nhưng đều để đó nghiên cứu chuyển thành việc đã rồi sau đó vuốt đuôi khắc phục hậu quả đó là việc hô biến sân gôn phan thiết hơn 62 hecta đẳng cấp quốc tế thành khu đô thị. Ai có thể thâu tóm tài nguyên hơn 7.000 tỷ đồng, không cá nhân nào có thể làm được, phải là một thế lực. Vậy thì, thế lực nào đủ khả năng điều chỉnh quy hoạch chiến lược, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực kinh tế? Thế lực nào buộc quyền lực thứ tư là báo chí từ im lặng, đủ sức đánh sập các Facebooker dám lên tiếng về vụ việc này? Thế lực nào dám xem thường cả nguyên ủy viên trung ương Dân đen thì có người phải ra nước ngoài để giữ an toàn Thế lực vòi bạch tuộc nào bưng bít được vụ việc Che được đôi mắt tinh tường của người đốt lò vĩ đại Cơ quan chức năng và bạn đọc hoàn toàn đủ khả năng kiểm chứng được thông tin trong các bài viết Sau đại hội đảng 12, ông Nguyễn Phúc Trọng khởi động công cuộc đốt lò vĩ đại Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam với những tuyên bố hùng hồn, lò đã nóng, củi tươi cho vào cũng cháy. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Còn về phía chính phủ thì ngay từ phiên họp đầu tiên, nhiệm kỳ quốc hội 14, ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ của ông Clover, Clover Nguyễn Xuân Phúc đã liêm chính như thế nào? Bắt đầu đại dịch virus Vũ Hán, Thủ tướng công bố chống dịch như chống giặc, đất nước trong tình trạng như chiến tranh. Vậy các quan chức vẫn tranh thủ ăn bằng được. Dẫn chứng các trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC lợi dụng cơ chế chỉ định thầu trong tình trạng mua sắm khẩn cấp, nâng cấp, nâng gấp khống lên nhiều lần. Trong khi tiền doanh nghiệp chi ra mua tặng nhà nước máy xét nghiệm SARS-CoV-2 chưa tới 1 tỷ Việt Nam đồng thì ngân sách phải chi 7 đến 8 tỷ những kẻ ăn bạo cũng mang danh giáo sư tiến sĩ cũng đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Củi như cây ở trên rừng cứ sinh sôi phát triển không ngừng. Còn chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng thì sao? Thể hiện qua hàng loạt các vụ án lớn được phanh phùi khuấy động dư luận để lấy lại niềm tin. Nhiều vụ tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được truy tố đưa ra xét xử, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ tương đường chức và cán bộ nghỉ hưu có vi phạm như như minh chứng cho thấy không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 12 đến tháng 10 năm 2019 đã có hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Một con số kỷ lục nhưng chưa phải là đã hết. Nếu thẳng thắn là câu hỏi ông Trọng đã thực sự xử lý hết các vụ việc tham nhũng liên quan đến những nhiệm kỳ trước hay chưa? Những kẻ tham nhũng tầm cỡ quỷ gộc đã thực sự cho vào lò hết chưa? Những người lãnh đạo nhiệm kỳ khóa 12 đã sửa hết những cái ổ tham nhũng từ nhiệm kỳ trước và chính họ cũng có góp phần. Ngoài thủ thiêm, vẫn còn nhiều dự án từ thời của ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư khóa 12 Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Thủ tướng Thường trực vẫn đang tiếp tục thách thức công cuộc đốt lò và sự nghiệp liêm chính của những người kế thừa khóa 12. Bài viết này nói về vị anh hùng với tài xảo thuật di truyền ba đời đã hô biến một sân gôn phan thiết hơn 62 hecta đẳng cấp quốc tế thành một khu đô thị hiện đại. Đến nỗi báo nhân dân cơ quan ngôn luận của đảng ngày 22 tháng 7 năm 2014 lên tiếng được một kỳ rồi im bặt. Theo giá trị theo giá thị trường hiện nay tại khu đất vàng, này mỗi mét vuông đất trung bình khoảng 20 triệu đồng thì chủ đầu tư thu về khoảng 7.400 tỷ Việt Nam đồng. Như vậy sau khi trừ đi các khoản chi phí, chủ đầu tư đã lãi dòng 5.000 tỷ Việt Nam đồng. Dự án này đang tạo ra những dư luận bất thường, thách thức, lò đốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chính phủ Minh Bạch Liêm Chính, CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Đặc biệt là ông Đinh Trung Nguyên, Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận 1992-2000 liên tục gửi đơn phản ảnh, khiếu nại, phản biện, tố cáo gửi từ lãnh đạo cao nhất của đảng, của nhà nước đã buộc thanh tra chính phủ phải vào cuộc và báo cáo kết quả vào ngày vào tháng 6 năm 2019. Không đồng tình với kết luận của thanh tra chính phủ, ông Đinh Trung tiếp tục gửi đơn đơn tố cáo buộc phủ thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phải giao thanh tra chính phủ làm việc lần hai làm rõ các sai phạm và khả năng tham nhũng của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và báo cáo kết quả trong tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, thanh tra ở Bình Thuận mới chỉ là hớt phần ngọn mang tính dân túy xoa dịu bức xúc của phần dư luận còn nhiều dấu hiệu cho thấy chủ dự án đã dùng lợi nhuận kích xù để bịt những lỗ hỏng đánh bùn sang ao để kéo dài cho qua đại hội 13 rồi chìm xuông. Sân gôn Phan Thiết có tên gọi chính thức là dự án Ocean Dunes Golf Club. Dự án được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp phép năm 1993. Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 475 ngày 25 tháng 9 năm 1993 cho công ty Regen International Overseas 100% vốn nước ngoài của tỷ phú người Mỹ là Larry Hillblom Thuê đất để thực hiện dự án Tổng diện tích sân gôn và các công trình kèm theo là 620.656 m2 Thời hạn sử dụng đất là 50 năm Trả tiền thuê đất cho nhà nước hàng năm Dự án triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động kinh doanh từ năm 1997 để thu hồi 62 hecta đất giao cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên của tỉnh xây dựng công trình thể dục thể thao phục vụ cộng đồng. Cả hệ thống chính trị của tỉnh Bình Thuận phải vào cuộc. Nhiều người dân đành chấp nhận hy sinh với số tiền đền bù ít ỏi phải rời bỏ mảnh đất gia đình đã sinh sống từ nhiều đời. Sau khi tỷ phú Mỹ Larry Hillblom qua đời trong một tai nạn máy bay, sân golf được bán lại nhiều lần. Vẫn Pháp Nhân vẫn là nhà đầu tư của công ty Gold và câu lạc bộ Gôn Phan Thiết. Ngày 15 tháng 11 năm 2013, công ty cổ phần Dạng Đông nhận chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty Gold và câu lạc bộ Gôn Phan Thiết sở hữu sân Gôn Phan Thiết. Dạng Đông do ông Nguyễn Văn Đông là thành viên sáng lập duy nhất đại diện 97% cổ phần. Ông Nguyễn Văn Đông được phòng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2005 là đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Thuận khóa 12, nhiệm kỳ 2007-2011. Nên có thể nói là anh hùng đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Đông đã mua sân gôn Phan Thiết. Ngày 15 tháng 11 năm 2013, tỉnh Bình Thuận cho chuyển nhượng sân gôn Phan Thiết sang công ty cổ phần dạng đông với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Đông. Trong giấy phép chứng nhận đầu tư ghi rõ mục đích là xây dựng và kinh doanh một sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo. Tuy nhiên, mới kinh doanh sân gôn được nửa tháng, ngày 2 tháng 12 năm 2013, công ty cổ phần dạng đông có văn bản số 810 trên CV. THRD đề nghị tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị. Từ lúc này, anh hùng lao động Nguyễn Văn Đông công khai là một ảo thuật gia để vận hành một hệ thống quyền lực biến 620.656 m2 đất sân gôn thành khu đô thị để phân lô bán nền. Với chương trình kế hoạch đã thỏa hiệp trước hàng loạt các thủ thuật lách luật qua mặt nhân dân của nhóm người có thế lực, bất chấp dư luận, bất chấp đạo lý được phối hợp, thực hiện đồng bộ, đã chuyển tài nguyên của xã hội của nhân dân Bình Thuận thành tài sản riêng của một nhóm người. Trong khi chính phủ cái nhiệm kỳ trước sáng tạo ra những quả đấm thép để đánh tan chảy nguồn ngân sách khổng lồ đầu tư những dự án vào túi không đáy của quần tham, thì người hùng Nguyễn Văn Đông cũng có những quả đấm thép để tích tụ tài nguyên của người dân Bình Thuận. Với chi phí chưa đầy 20 triệu đô la, tương đương với 400 tỷ Việt Nam đồng, công ty cũ đã thuê 620.656 m2 đất làm sân gôn tại trung tâm thành phố Phan Thiết, sau khi chuyển thành đất ở, giá giao bán đất nền dự án Ocean Dunes trên sàn giao dịch bất động sản đến 68-78 triệu đồng trên một mét vuông. Anh hùng Nguyễn Văn Đông phải vận dụng tối đa quan hệ để giải quyết rất nhiều thủ tục không phải chỉ ở trong tỉnh Bình Thuận giải quyết. Đó là ngày 26 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định số 1946 trên QĐ-TTG Sân Gôn Phan Thiết nằm trong quy hoạch Sân Gôn Việt Nam đến năm 2020. Ngày 18 tháng 4 năm 2012, chỉ thị số 11 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch Sân Gôn. Không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng Sân Gôn để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác. Ngày 26 tháng 5 năm 2014, quyết định số 795 trên quy đề TTG điều chỉnh bổ sung danh mục các sân gôn dự kiến phát triển đến năm 2020. Ban hành kèm theo quyết định số 1946 trên quy đề TTG ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020. Sân gôn Phan Thiết vẫn trong danh mục phát triển đến năm 2020. Nhưng đến ngày 28 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 12117 trên TTG KTN đồng ý đưa sân gôn Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020 và văn bản số 2117 trên TTG KTN không công bố công khai. Chuyển 62 hecta đất Thể dục thể thao của sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị vào năm 2014, hoàn toàn không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 10 năm 2010 đến 2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2010-2015 của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã được hội đồng nhân dân và chính phủ phê duyệt trước đó. Nhưng người hùng Nguyễn Văn Đông vừa mua sân golf được nửa tháng lập văn bản xin chuyển mục đích sang đất ở đô thị. Vậy là Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tỉnh xem ủy xem xét rồi chuyển lên xin chủ trương chính phủ và tất nhiên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Sân gôn Phan Thiết được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với mục đích sử dụng đất để thể dục thể thao. Trường hợp chủ đầu tư doanh nghiệp không sử dụng đúng mục đích thì trả lại đất cho nhà nước. Tuy nhiên, người hùng Nguyễn Văn Đông lại đề xuất với tỉnh Bình Thuận chuyển mục đích sử dụng đất từ thể dục, thể thao sang đất ở. Chuyển từ cho thuê đất trả tiền hàng năm sang đất có thu phí tiền sử dụng đất. Chuyển dự án Ocean Dunes Golf Club thành khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Giao cho công ty Gold và câu lạc bộ Gold Phan Thiết là chủ đầu tư và công ty Gold và câu lạc bộ Gold Phan Thiết nay đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là của ông Nguyễn Văn Đông 97%. Tỉnh Bình Thuận chấp nhận đề xuất cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc thực hiện chuyển đất của nhà nước sang cho cá nhân là anh hùng Nguyễn Văn Đông, không phải qua đấu thầu dự án hay qua đấu giá quyền sử dụng đất. Điều mà cán bộ đảng viên và người dân Bình Thuận bức xúc nhất là tỉnh xác định tiền sử dụng đất quá thấp. Theo quyết định số 59 trên 2014 trên quy đề UBNG, bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ tháng 1, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 Đường Tôn Đức Thắng Nguyễn Tất Thành là 14 triệu đồng trên 1 mét vuông. Toàn tuyến Nguyễn Tất Thành 11 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận có quyết định số 3371 trên quy đề UBNG tính tiền sử dụng đất cho diện tích 363.523 mét vuông, 58,57% gồm đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ giá đất bình quân chỉ là 2,5 triệu đồng trên 1 mét vuông, trong khi giá thị trường vị trí gần đó đường nhỏ hơn đã có từ 10 đến 24 triệu đồng trên 1 mét vuông và quy hoạch 1 trên 500 được phê duyệt. Phân lô bán nền trên giấy với giá thấp nhất là 20 đến 30 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đến nay có vị trí đã 68 đến 78 triệu đồng trên 1 mét vuông. Nếu tính thêm giá đất 7 block nhà cao tầng từ 20 đến 40 tầng sẽ tạo ra lợi nhuận gộp hàng chục ngàn tỷ Việt Nam đồng. Tiếp đến ngày 22 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ưu ái cho người hùng đã có văn bản số 4677 trên UBNG DTHQ gửi cho Bộ Tài chính đề nghị giãn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng đến hết năm 2017. Trong khi đó, từ đầu năm 2016, dạng đồng đã thu tiền đặt cọc bán đất nền dưới dạng nộp tiền góp vốn dự án phổ biến trên phố biển dạng đồng. Một chính sách nhân văn trong quản lý vĩ mô là phát triển nhà ở xã hội trong các dự án bất động sản với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công nhân viên nhà nước, chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp giá đình, gia đình chính sách và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiến nghị với Bộ Xây dựng do dự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết được thiết kế là khu du lịch biển cao cấp hiện đại theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Nếu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội sẽ có chênh lệch rất cao, tạo ra phần tầng xã hội trực diện. Rõ ràng về quan điểm thi hành thì lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh Bình Thuận muốn cách ly người nghèo khỏi người giàu như đại gia bất động sản Nguyễn Văn Đực đã từng tuyên bố và anh hùng bất động sản đại biểu quốc hội đại gia Nguyễn Văn Đông đề xuất cho tỉnh thực hiện. Tỉnh Bình Thuận đã hoán đổi 20% quỹ đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội 7,27 hectare sang vị trí khác Mục đích chính là tạo điều kiện để cho Nguyễn Văn Đông mua lại 20% quỹ đất với giá nhà nước và bán lại theo giá kinh doanh, giá thị trường. Tìm kiếm trên Google từ khóa sân gôn Phan Thiết sẽ hiện ngay ra hàng chục ngàn kết quả chỉ ra những khuất tất của dự án mà dư luận nghi vấn mong muốn làm rõ. Chưa phân tích quy trình thực hiện có đúng theo quy định pháp luật hay không, chỉ xét riêng về số tiền sử dụng đất thì nhà nước bị thất thoát 7.400 tỷ Việt Nam đồng. Xét về quy mô tính chất thất thoát, dự án sân golf Phan Thiết cũng không thua kém gì thường vụ mobile phone mùa AVG hay dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên dự án Tisco 2 2013. Số tiền thất thoát của dự án sân golf Phan Thiết quá rõ ràng, một học sinh trung học cũng tính ra được. Nhiều người dân báo chí đã lên tiếng Cảnh báo từ năm 2014, lẽ nào cán bộ công chức thực thi công vụ trong bộ máy quản lý nhà nước từ tỉnh đến chính phủ toàn là cử nhân thạc sĩ tiến sĩ lại không biết, không tính ra được. Nhưng với bản lĩnh tài năng của doanh nhân, anh hùng lao động, đại biểu quốc hội người Lanh Mưu, Mưu Lanh, Nguyễn Văn Đông đã cầm lái con thuyền đè bẹp tất cả các làn sóng dư luận, đã tổng đạo diễn màn ảo thuật che mắt những người có thẩm quyền. Tuy nhiên, như lời ông Đinh Trung, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh Bình Thuận, cái thời miệng của quan là gàng là thép hay câu chuyện cả phú lấp miệng em không nên để rơi rớt lại trong kỳ 4.0. Đặc biệt khi nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Sân gôn phan thiết thách thức cái lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có cháy được không và thách thức ông phủ ông chính phủ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và có thực sự liêm chính như đã tuyên bố hay không. Xét về nhu cầu phát triển xã hội có các nhóm lợi ích cần thiết, các nhóm lợi ích cùng chung mục tiêu sẽ vận động gây áp lực xã hội thúc đẩy các mục tiêu bằng cách sử dụng các hình thức tuyên truyền vận động để tác động đến dư luận hoặc chính sách của chính phủ họ đã và tiếp tục đóng góp phần quan trọng trong sự phát triển của hệ thống chính trị và xã hội tuy nhiên điều đó chỉ ở các nước dân chủ phát triển còn ở việt nam thì nhóm lợi ích được hiểu theo góc độ khác thuần túy về lợi ích kinh tế từ khi chiến dịch đốt lò của ông nguyễn phú trọng phát cụm từ nhóm lợi ích được sử dụng nhiều lúc này nhóm lợi ích thực chất là sự cấu kết thông đồng giữa những đại gia với quan chức có quyền lực trong bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị để bòn rút tài sản quốc gia của nhân dân. Mục tiêu cuối cùng của nhóm lợi ích là tạo ra lợi ích nhóm, bất chấp gây thiệt hại cho dân tộc. Thời gian vừa qua, nhiều vụ án đã đưa ra xét xử, gần đây là thường vụ mua bài phồn mua AVG, báo chí vẫn nói nhiều về nhóm lợi ích. Dù vụ án kết thúc nhưng vẫn không thấy nhóm nào Ít nhất là theo nghĩa đen có trưởng nhóm, có mục tiêu và có kế hoạch. Dư luận hiện nay cũng đặt ra câu hỏi về nhóm lợi ích sân gôn phan thiết. Bài viết này cố gắng nhận diện nhóm lợi ích này. Ai đại diện, ai tham gia, mục tiêu kế hoạch thực hiện. Chúng tôi sẽ thông tin phần tiếp theo của dự án sân gôn phan thiết này cho quý vị và các bạn cùng theo dõi trong một chương trình kế tiếp của chúng tôi. Vì thời lượng của bài viết quá dài mà thời lượng của chương trình thì có hạn, cho nên chúng tôi xin tạm dừng thông tin của bài viết này tại đây và kính mong quý vị và các bạn hãy chuyển những bài viết này dưới dạng chia sẻ để cho nhiều người được biết và tiếp tục chúng tôi sẽ phản ánh những phần tiếp theo của chương trình vào phần tiếp diễn của chúng tôi vào ngày mai hoặc ngày những ngày tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi